Nguyên Khánh bị sao vậy? Hả? Quên giới thiệu, Đức Cường, bạn tôi mới quen hôm nay nè. Ủa, giận rồi hả? Sao giận vậy? Tôi có làm gì đâu. Thôi Khánh vô nhà đi, Khánh sai rồi đó. Có gì mình nói chuyện sau đi. Sai rồi nào? Trời, mở cửa gì? Bố, vậy không thôi. Mà ông nè. Uống xíu Đừng đi. uống đâu. Uống vô là nó tỉnh liền. Không thôi mệt lắm. Mà tôi về nha. Con giỏi thiệt đó. Thôi mà chị, Nguyên Khánh, dậy uống miếng nước chanh đi con. Hồi nãy nghe giọng ở trong điện thoại là thấy nó hơi say rồi. Ngồi dậy con. Nè, uống cho nó giả rượu đi. Em coi nó đó, từ nhỏ lớn giờ muốn gì được cái nấy, nó có thiếu cái gì đâu. Mà tại sao nó lại đau khổ như vậy chứ? Sao lại không chị? Chị cứ thử đi hỏi mấy đứa bằng trang lứa với nó đi, đứa nào nó cũng phải có nỗi khổ riêng của nó chứ. Trời ơi, sao nó lại như vậy chứ? Gì? Gì con? Con không muốn khổ với đàn ông đâu. Con muốn vậy đâu. Mẹ với dì dạy quá. Con sẽ bỏ nó trước khi nó làm con đau khổ. Dễ mà. Trời,
Thôi chị cứ mặc kệ nó đi, để từ từ rồi em kể cho chị nghe sao. Em có biết không, từ hồi chị có nó tới giờ, chị đã thôi không uống rượu. Chị đã vất vả nuôi nó khôn lớn, thấy không? Cực khổ biết là bao nhiêu. Mà bây giờ chị phải chứng kiến nhìn thấy nó uống rượu như vậy đó. Tại đây là buổi giao lưu đầu tiên, nên em nghĩ tụi nó uống vài ly để giải tỏa căng thẳng và hồi hộp. Hồi còn đi học em cũng vậy á. Thiệt á, bực mình quá đi à. Chồng mà tôi chán quá đi à. Gì ơi. Là đây con. Hôm nay lại là đám giỗ nữa đó. Suốt ngày mai chỉ nhắc có thằng Phúc không à. Nguyên Khánh ơi, ở nhà bạn có đám giỗ không vậy? Nhà mình đó, một năm có tới 8 cái đám giỗ luôn đó. Cộng thêm 2 cái Tết nữa là 10 cái. Nhưng mà mình không biết mặt của tổ hay là của cố nào đâu. Ước gì mình có thể thoát khỏi ngôi nhà này, có thể tan biến như là một hạt mưa bay vậy đó. Mẹ sao vậy mẹ? Con đang học bài hả? Thì con cũng ráng học để vào đại học chứ. Đây là câu nói hay nhất từ trước đến nay đó. Dĩ nhiên là phải như vậy rồi, nhưng mà con phải ăn cái này trước rồi học ha. Xoài hả mẹ? Ăn cái này nóng lắm. Ăn nhiều thì mới nóng chứ. Cái này tốt cho sức khỏe lắm đó, nhiều vitamin lắm. Sau này con đi lấy chồng rồi, không biết má sẽ sống với ai đây. Bởi vậy người ta ai cũng thích đẻ con trai hết. Mẹ đừng có lo, mẹ cứ sống với con là được rồi. Bộ con trai mới là con hả? Còn con gái phải nuôi tốn hơn chắc. Nhưng dù sao mẹ cũng có 3 đứa con trai, cũng thấy yên tâm. 3 anh trai con thì cũng có làm được gì đâu. Dạo này á, có nhiều người không có nuôi cha mẹ, trên báo nó nói đầy kìa. Con đang học mà tự nhiên mẹ vô nói chuyện tào lao không à. Thôi con học đi. Mẹ nè, mai mốt con thi đậu đại học á, mình bán căn nhà này xuống Sài Gòn sống nha mẹ. Cái đó để tính sao đi. Út Mận, bữa nay em qua bên phòng chị Bình ngủ đi. Sao vậy? Chị định ngủ phòng em hả? Chị đạo của em mệt, cho nên qua phòng của em ngủ. Có gì đâu, đừng khó khăn mà nha. Sau này có như vậy em không có chịu đâu á. Tưởng có phòng riêng á thì thích lắm. Ai về? Nè, thái độ của em là gì vậy hả? Lâu lâu nhờ dạ có chút xíu à, mà làm cái mặt một đống vậy hả? Thôi mình đi về. Về sao được mà về? Anh có biết là em mệt lắm rồi không? Em chỉ muốn ăn đùng đây ngủ thôi à. Mệt, con ngủ thì ngủ đi. Ê, con này nó máu lạnh thiệt. Nói vậy mà nó cũng không siêu lầm. Bây thôi giờ đi, sao? Đi về chứ sao. Trời đất ơi, hút thuốc trong phòng chi toàn mùi khói không à. Ai biểu hết chị rồi la. Vẫn còn đang làm gì ngoài đó? Vô ngủ đi, sáng mai còn làm việc nữa. Con Bình có nghe mẹ nói không? Dạ. Cái con này nó bị sao? Không bao giờ mà tôi nói nó trả lời liền hết à. Nó vất vả cả ngày lo đám giỗ rồi, bà còn la cái gì nữa. Nhìn cái mặt con Bình này, sao tôi thấy quái quá đi à.
Bụi quá. Ai biểu hết vô làm chi? Chắc là thằng Phúc nó đau yếu gì đó. Bà đã nói chuyện điện thoại với nó rồi mà. Đúng rồi, tôi nghe cái giọng nó yếu lắm. Mà chắc là nó sợ tôi lo hay sao, cho nên nó giả bộ nó nói nó bận việc. Chắc là vậy đó. Cái tuổi của nó đó, khỏe như trâu vậy. Cái thằng đó bệnh hoạn cái gì? Ông đừng có nói như vậy nghe. Ngày mai là tôi xuống Sài Gòn liền đó. Sao bữa hở mà nói với tôi á, xuống như chi cho tốn kém. Ủa, tôi đi đâu có phải là vì người dân đâu, vì thằng Phúc nhà mình mà. Ngày mai sẽ đem đồ ăn xuống cho nhỏ. Tội nghiệp con tôi, thích ăn cơm lá dứa mà cũng không ăn được nữa. À chị, em đã viết thư và gửi cho người ta rồi đó, nhưng mà người ta chưa trả lời. Nhưng mà em có biết người ta là người thế nào không mà viết thư? Làm như chỉ có mình chị biết viết thư tìm bẩm bốn phương vậy. Nhưng mà bạn của chị là con gái mà. Sao lúc đầu em nghe nói chị Nguyên Khánh tưởng chị là con trai nên mới viết thư cho chị đó chứ. Thì chắc tên chị giống con trai thiệt. Vậy tên em làm sao? Nếu như được làm lại, tên Mận. Ta sẽ tìm cách sửa chữa lỗi lầm. Lê Thị Mận sẽ lựa chọn sẽ đi lùi đau đớn. Xấu hổ quá, tên gì kỳ quá. Liệu ta có dám mang lại một tiếng chị, hay là chị em mình đổi tên cho nhau đi nha. Hay là chị thử đặt cho em một cái tên đi. Tên là Lê Thu Minh hay là Lê Thanh Mai. Thôi, ngủ đi. Hay là Lê Thảo Minh ta. Nguyên Khánh à, ngày hôm nay của bạn thế nào? Bây giờ mình đang cảm thấy cuộc sống thật là mờ mịt. Chắc phải đến khi nào cảm thấy cuộc sống tươi sáng hơn, mình mới có thể tự tin viết thư lại cho bạn. Mình chẳng ra làm sao cả, đúng không? Sao bà không ngủ? Còn làm gì đó? Tắt đèn đi. Tiền này là tiền tôi đã dành cho thằng Phúc mà. Con mình đâu? Dạ. Tại sao vậy hả? Mày trả lời đi. Mày trả lời tao nghe đi. Mày giấu tiền ở đâu? Mày có biết số tiền đó tao dành dụm cực khổ lắm không? Cái số tiền đó là để cho thằng Phúc nó đi học. Rõ ràng là mày muốn lấy tiền đó để mày trốn nhà, mày đi học đại học. Vì cần tiền mày làm chuyện đó. Phải không? Trời ơi, trời ơi, cái con này. Mày hả? Mày lại giấu tiền ở đâu? Mày giấu tiền ở chỗ nào? Mày giấu ở đâu rồi? Mày để ở đâu? Để ở đâu rồi? Trả tiền cho tao. Trời ơi.
Mày có biết là số tiền đó tao phải dành dụng cực khổ lắm không? Mày có biết là bao nhiêu lâu tao mới dành dụng được số tiền đó không? Không phải có. Trời ơi, đây là số tiền mà tao đã dành để lo cho thằng Phong, để lo cho thằng Phong nhà mình mà. Mày là con ăn cắp. Ở trong nhà tôi có con ăn cắp nè, trời ơi. Mày nói sao cho coi được coi. Con là con của mẹ mà. Có bao giờ mẹ nói với con một câu tình cảm nào chưa? Bây giờ mẹ lại còn nói là con ăn cắp hả? Con ăn cắp hồi nào? Con đúng là một đứa dư thừa mà. Con có muốn xin đôi với nó đâu. Con có thể chịu đựng tất cả, nhưng con không thể chịu đựng được mẹ nói con là đứa ăn cắp. Mày để đâu? Cái tiền đó mày giấu chỗ nào? Nói đi. Mẹ, không phải con mà. Mẹ à, mẹ nhớ kỹ lại đi. Mẹ nếu quên đâu á, chứ làm sao mà chị Bình có thể làm chuyện đó được. Hay là mày, mày lấy phải không? Mẹ nói gì kỳ vậy? Con cần á thì con xin mẹ rồi. Có chuyện gì vậy? Là ông lấy phải không? Lấy cái gì? Thôi bỏ đi. Đã nói ra rồi á thì phải nói cho rõ. Lấy cái gì? Tôi mất tiền. Cái gì? Bà mất tiền? Suốt ngày bà than thở bà không có tiền, lấy đâu mà mất? Ông thôi đi nghe. Bà định giấu tiền để làm gì? Bà giỏi thiệt á. Tại tôi thấy thằng Phúc nó tự nấu ăn nấu uống cực khổ quá, cho nên tôi muốn để dành tiền để thuê người nấu ăn cho nó. Với lại tôi cũng muốn mua cho nó bộ đồ đàng hoàng nữa. Bộ bà nhiều tiền lắm hả? Ông vô duyên quá. Tôi chỉ nói là tôi muốn thôi, chứ ai nói là tôi nhiều tiền. Nhưng mà tự nhiên mất tiền thì chỉ có người trong nhà lấy. Ông lấy phải không? Ông khai thiệt đi. Ông lấy phải không? Bà, hết nói bà nổi rồi. Bà đừng có nói bậy nha. Đâu đi tìm hết cả nhà coi. Bây giờ tôi biết kiếm ở đâu? Không có. Nè, tôi không có dính dáng gì đâu nha. Cũng tại bà, phải ngay từ đầu đưa tôi. Làm gì có chuyện mất xảy ra. Chị phải viết chuyện mẹ mình lên báo đi. Mặt em có dính gì hả? Sao chị nhìn mặt em chầm chầm hoài vậy? Bịch đồ đó không phải của nhỏ Bông đúng không? Ừ, đồ em mượn thiệt mà. Chị cứ nhìn em vậy hoài, em thấy khó chịu rồi đó. Em không có đi học, cứ ở nhà ăn bám hoài, nên đến chị cũng coi thường em chứ gì. Thôi, được rồi. Tại sao mẹ không qua phòng tụi mình ta? Anh thắc mắc, tại sao mẹ không có nghi tụi mình? Tụi mình đứa nào cũng có thể vào phòng ba mẹ được hết. Anh cũng có thể vào phòng ba mẹ được. Có thể là anh lấy, nhưng mà anh không có lấy. Thì là mắc cỡ với anh. Cái câu hỏi kỳ cục như vậy mà anh cũng hỏi được nữa. Anh không phải là người trong nhà, bộ xa lạ lắm hả? Làm gì mà mắc cỡ? Biết vậy á, về nhà ở cho rồi đi. Qua đi ở chi, bây giờ mang tiếng quá nè. Thôi, đang có bầu, tâm lý phải được ổn định, phải bình tĩnh lại. Em có bầu, phải giữ cho thai nhi, biết không? Ăn ngủ thôi, đừng có suy nghĩ gì hết.
lắm nè. Cách nào ăn giả rượu mẹ nấu cho. Mẹ à, mẹ muốn hỏi con ăn canh gì để mà giả rượu? Mẹ dậy rồi hả? Không phải mới dậy, mà là ngủ không được. Con xin lỗi mẹ, tối qua con xỉn quá, chắc là con đi gặp Khưởng về nhà. Chồng không ra sao hết, đúng không mẹ? Mẹ, con xin lỗi nha. Bộ tưởng xin lỗi là cho qua sao? Lần sau con không dậy nữa. Rồi mấy đứa khác nó cũng uống say như con vậy hả? Rồi tất cả những sinh viên đại học đều như vậy sao? Người ta nói khi say là hay nói ra sự thật lắm. Con nhớ hôm qua con nói gì không? Ông, con nói gì vậy mẹ? Con không nhớ gì hết á. Không nhớ hả? Mẹ nhắc cho con nhớ nè. Đêm hôm á, con nói mẹ với dì á đều dài hết. Rồi nói cái gì mà đau khổ gì á. Con nói vậy hồi nào? Nè, bộ trong mắt con á, mẹ là dại lắm. Là đại ngốc phải không? Mẹ, nếu mà con lỡ nói vậy, mẹ đừng giận con mà. Mẹ cũng muốn á, con hiểu và thông cảm cho cuộc sống trước đây của mẹ. Nhưng mà... Mẹ... Khánh à, nếu mà con cứ như vậy á, thì mẹ sống vì cái gì đây? Con thử lấy chồng sanh con đi, thì con sẽ hiểu được tấm lòng của mẹ. Mẹ đâu có muốn nuôi con mà không có cha bên cạnh đâu. Thôi, nếu con còn mệt á, thì đi ngủ tiếp đi. Mẹ, con có thấy nhức đầu không? Dạ không. Con bệnh con mận đâu? Sao sáng nào cũng làm cho tôi la rác cổ vậy hả? Ủa, chị bệnh dậy rồi mà. Thiệt là loạn rồi mà. Ở trong nhà mà tại sao lại xảy ra cái chuyện như vậy chứ? Cũng tại bà hết á. Con cái mà bà la lối kiểu đó mà. Đúng rồi, tối hôm qua mẹ cũng hơi quá. Quá cái gì mà quá? Ở trong nhà mất tiền mà la vậy là quá hả? Mẹ, mẹ có chắc là mẹ chỉ hỏi nhỏ con Bình là nó để tiền đâu thôi không? Không dám đâu. Mẹ la quá trời luôn. Bà đúng là chẳng ra làm sao. Nhìn người không biết phân biệt hả? Mình dù có chết cũng không bao giờ làm chuyện đó. Không lẽ giữ vàng với chị phải đốt lên bà mới phân biệt được hả? Hay là mình thử lục lại một lần nữa xem sao, coi nó có để lại mảnh giấy gì ở đây không? Không có. Không có đâu. Khùng quá đi. Con cái gì mới chỉ có một câu mà bỏ nhà ra đi. Con cái như nó thì nhà nào mà còn con cái nữa. Thôi, ồn ào quá đi. Không sợ lối xóm người ta nghe hả? Đúng rồi đó. Lối xóm mà biết được nha là sau này nó khỏi lấy chồng luôn, ai thèm lấy. Mày có biết mày vô duyên lắm không? Mày khùng quá đi. Trời ơi, không hiểu là nó đi đâu nữa. Thiệt là cái số của tôi sao quá trời, không có ra làm sao hết trơn á. Hay là bây giờ mình chia nhau ra đi kiếm thử coi. Vô ích thôi. Đồ hư hỏng, đồ ác độc mà. Nói đi, có phải là em không? Sao lại im lặng hả? Trời ơi, con Bình á, nó không bao giờ làm như vậy hết. Chỉ có mẹ mới không bao giờ hiểu được đó thôi. Nói ra đi, là nó uất ức khóc dữ lắm rồi. Tại sao em không thương nó mà lại còn để nó bị mang tiếng như vậy nữa? Em đi đâu vậy? Em để tiền đâu?
Thấy chưa? Ủa, tiền xài còn dư ngày hôm qua, em để trong này mà. Kiếm kỹ lại coi. Ủa, nó mất tiêu rồi đây nè. Mày kiếm nó ra coi. Mày nghĩ làm sao vậy hả? Mày biết mày làm như vậy là con Bình nó sẽ bị oan không? Mất tiền rồi đây nè. Rõ ràng ngày hôm qua nó vẫn còn ở đây. Hay là chị Bình lấy đi rồi? Mày còn dám nói như vậy nữa hả? Bây giờ mày nói lấy đi cũng đúng thôi. Tại nó lỡ bị oan rồi mà. Em xin lỗi. Mày xin lỗi tao làm cái gì? Bây giờ mày ra xin lỗi mẹ, xin lỗi con mình đi. Mày đi đi. Thôi, mẹ đánh em chết đó. Tại sao vậy hả? Tại sao mày lại phải làm như vậy? Mày có biết mày làm như vậy là tan nát cái nhà này không? Vậy chứ chị nghĩ coi, em cũng phải cần tiền xài chứ. 10.000 mẹ cũng không cho em nữa rồi. Vậy là mày ăn cắp hả? Em không có ăn cắp, em chỉ lấy tiền xài thôi. Mày còn cãi nữa, cãi nữa, cãi nữa. Mày ngu quá mà, ngu quá đi. Bình. Gì vậy? Không có gì, xin lỗi. Trước sau gì á thì chuyện này cũng lộ ra thôi. Giấu gì được mà giấu, suốt ngày cứ đi qua đi lại hoài. Mà có chuyện gì vậy? Hàng xóm với nhau mà cũng giấu nữa. Ủa, mà chị Bình đâu rồi? Sao không thấy chị? Chị Bình à... Con Bình nó làm sao vậy? Nó là cái đứa ít gây chuyện nhất nhà luôn đó. Bởi vậy, tại con Bình nó cứ chăm chỉ và làm lì nên mới xảy ra chuyện đó. Ủa, chuyện gì vậy chị Đào? Thì cái chuyện á, mẹ không cho nó đi học đại học á, cho nó mới uất ức á. Mày nói cái gì mà dòng do vậy? Mày nói thẳng ra đi. Mệt quá. Chị Bình bỏ đi rồi. Chị cuốn đồ bỏ đi rồi đó. Chị vừa lòng gì chưa? Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Con Bình đó hả? Nó đi đâu được ta? Bà không biết thì ai biết được? Cứ ngồi đây thì sẽ biết hả? Chứ không phải bà đang mừng vì nó đi khuất mắt bà hả? Ông nói vậy mà nghe được hả? Tôi có khét bỏ gì nó đâu. Chỉ tại vì nó làm toàn là những chuyện trái tai gai mắt thành ra tôi mới bực mình chứ. Có khi nào nó đi Nha Trang không ta? Đi ra chị hai nó hả? Vậy là phải gọi điện. Ôi, nếu vậy thì mai đó. Bà làm thì bà chịu đi. Đó đâu phải là đứa nông nổi, thiếu suy nghĩ. Bởi vậy mới sinh chuyện. Thiệt là tôi không biết trong đầu con này nó đang nghĩ cái gì nữa. Lần này tìm được nó về, bà phải vui vẻ thoải mái lên. Đừng ức hiếp nó nữa. Ông giỏi ông làm đi. Uổng công cho học chi hết cấp 3. Bởi ta nói con cái mà học cao khinh thường ba mẹ. Đúng không sai mà. Thua bà luôn. Sao rồi mày?
Thấy thoải mái hơn chưa? Từ khi mới bước chân lên Sài Gòn á, tao rất muốn lên đây thử một lần. Đúng là Sài Gòn đẹp thiệt hả mày ha? Bộ mày tính suốt ngày trong phương diện hả? Cái gì mà suốt ngày? Bây giờ tao còn chưa biết tao phải học sao nữa đây nè. Chuẩn bị cho thử thách kỳ thi đầu tiên nữa hả? Kể ra có một thằng bạn làm trong tòa án cũng hay chứ mày. Sao mà mày không nói gì hết vậy? Tao thấy hơi lo. Chưa gì thấy lo rồi hả? Tao không biết đây có phải là cái nghề mà tao thực sự muốn theo đuổi không nữa. Mình phải đặt ra một mục đích, rồi sau đó lên một kế hoạch cụ thể chứ. Ủa, con định đi đâu hả? Gì? Hử? Có phải con là người chỉ biết nghĩ đến bản thân mình thôi đúng không dì? Dì biết là mẹ con đã nuôi dạy con như thế nào. Con không có nói chuyện đó. Con nói chuyện của Lục Bình mà. Hả? Lục Bình hả? Con chỉ biết lo tổ chức giao lưu thôi. Không có quan tâm gì đến Lục Bình hết. Không biết Lục Bình ra sao ta? Đâu phải lỗi của con đâu. Lục Bình đã ngưng viết thư trước mà. Nhưng con thấy chuyện này lạ lắm. Nên hơi lo. Hay là con thử đi tìm nó coi làm sao? Con chỉ đi trong ngày rồi về. Nhưng mà con phải nói với mẹ con sao đây? Chắc bữa nay mẹ về trễ phải không gì? Mẹ con đang định đi kiếm mặt bằng rộng hơn để mở tiệm đó. Ban đêm mẹ có đi kiếm không ta? Nhưng nếu giữa chừng mẹ hỏi con thì dì biết nói làm sao? Thì dì cứ lựa lời nói tránh đi là được mà. Mà không hiểu sao mẹ không thích Lục Bình ta. Ừ, hay là dì đi với con nha. Không có ai ở nhà mẹ không có vui đâu ạ. Dì biết rồi, dì cũng quan tâm tới Lục Bình lắm. Thôi con đi lẹ đi rồi về. Con biết rồi, biết tin là con về liền, nghe. Ừ. Mẹ, hay là chị Bình xuống chỗ anh Phúc? Chắc là không đâu, con phòng sao hai đứa ở chung được. Mẹ nè, hay là cô xuống Sài Gòn chơi nha. Trời ơi, con này. Con đâu có xuống chỗ anh Phúc đâu, con chỉ tính xuống thăm anh hai thôi mà. Nay tốt dữ vậy hả? Ừ, con cũng phải xin anh hai nhiều tiền hơn để xài vậy. Nè, con đừng có tưởng là trong bụng con nghĩ cái gì mẹ không biết nha. Nếu chị Bình xuống Sài Gòn thì con cũng muốn đi với chị ấy. Con nhỏ này, đầu óc mày có được bình thường không vậy? Đi đâu nữa vậy? Trời ơi, chẳng khác gì một con khùng. Mình ở nhà mình học nha. Mình sẽ hỏi ý kiến mẹ xem. Mình ở trong phòng với mình cũng được không? Thằng Phúc hả? Nó đi ra ngoài rồi. Nó đi với bạn nó. Tôi chỉ hỏi một câu thôi. Bà có thấy con nhỏ nào đến tìm nó không? Có mỗi thằng bạn nó tới đây thôi à.
đứa con gái của tôi ở dưới quê có lên đó không? Không, có mỗi cái thằng Thái cùng quê tới đây thôi, chứ không có đứa nào tới hết á. Tôi hiểu rồi. Nếu mà có con gái tôi có đến á, thì bà làm ơn bà giữ nó lại giùm. Bà không cho nó đi đâu hết nha. Còn thằng Phúc tôi á, thì bà nói nó đừng có lo lắng gì hết. Chỉ cần học hành chăm chỉ thôi. Rồi, được rồi, được rồi. Thiệt tình á, làm như số tổng đài không bằng á, điện thoại đen suốt ngày. Alo. Cô Xuân Mỹ hả? Tôi là Duy nè. Dạ, mà Duy nào? Thì tôi là Duy đó. Duy. Cô nhớ rồi hả? Chào cô. Dạ. Sao dạo này có nhiều người bỏ nhà đi vậy không biết nữa? Dạ, chú ơi, không phải con bỏ nhà đi đâu. Vậy tại sao không khai địa chỉ? Còn cái túi sách này là sao? Dạ, con vừa mới tìm được việc làm ở đây thôi. Với lại, con cũng đang tính tìm nhà bạn. Vậy cô đưa số điện thoại đây, tôi kiểm tra. Hay là cô cứ ngồi đây cả ngày? Bực ghê luôn á. Gọi gì mà gọi hoài không biết à. Alo, cái gì nữa đây? Dạ xin lỗi ạ. Dạ đúng rồi ạ. Sao? Ủa, con bé lên Sài Gòn rồi, sao lại không tới nhà tôi ta? Được rồi, cô muốn tôi chuyển máy hả? Xin lỗi cô Bình không dám nghe. Thôi, lát nữa cô tới đây gặp trực tiếp đi. Sao cô không nói ngay từ đầu? Cô qua kia ngồi đợi đi. Lát nữa cô tới đón cô đó. Dạ. Chắc cái bộ dạng đó nhìn cũng nhếch nhác lắm. Cho nên mới bị công an bắt đó. Thiệt á, rắc rối. Tự dưng đã lâu rồi không liên lạc, không viết thơ, rồi tự dưng lên Sài Gòn, không biết có chuyện gì hôn nữa. Bạn với quê hả cô? Tự nhiên à, phải đến tận nơi rước nó về nhà. Tình cảm quá. Ủa, mà vì Nguyên Khánh lên trên công an đó cô? Tại Nguyên Khánh không có ở nhà. Đi đâu rồi á? Nếu mà nó có ở nhà thì cũng vậy thôi à. Biết sao không? Vì cô không thể nào để cho nó lên đồn công an được. Chú Chi nguội hết rồi kìa cô. Thôi mấy đứa ăn đi, ăn đi. Dạ, ăn con đi. Ăn. Cảm ơn. Sao? Bông gì vậy? Quá nãy hả? Để mình làm cho. Dễ thương quá à. Cùng quá à. Ủa, hồi nãy mới ngồi đây mà. Con chào cô. Cậu Phúc nè. Dạ. Cậu có em gái hay chị gái gì không? Dạ, nhà nó toàn con gái không à cô. Dạ, sao cô lại hỏi vậy? Nếu mà em gái hay chị gái gì tới đây á, thì cậu phải giữ lại. Dạ, giữ lại. Tại sao phải giữ lại?
Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng mà mẹ cậu á, điện thoại dưới quê lên, biểu là vậy á, thì tôi nghe vậy. À, hay là chị Đào lại cãi nhau với chồng rồi bỏ nhà đi ta. Mày có bút gọi điện thoại về nhà không? Tại sao vậy hả? Tại mày mà thằng Quốc Trường đây không? Mày muốn giết cả nhà đây phải mẹ không? Đi. Tao biết hết rồi. Tại mày mà thằng Quốc Trường đây không? Ở trong nhà không thể có hai đứa cùng đi đây không được. Mày trốn tao, mày đi. Mày muốn giết hết cả nhà này phải không? Giết hết cả nhà hả? Con khốn nạn. Mày thi nè, mày dám đi thi. Mày gan quá, con khốn nạn. Không biết có nên gọi điện về quê không nữa. À, con, bộ mẹ con không nói gì nữa hả? Má cậu nhắn với tôi á là cậu cứ lo học hành chăm chỉ đi, đừng có lo lắng gì hết trơn á.